chân tình. Vậy mà ông lại lọc lừa và đã sẽ khinh tôi vì gái mong cổ quá hung hăng thì làm sao có được quyền cùng mà tay hạ cướp thăm giao. Cô đầu trước chim kim loan tiêu ăn cũng quyết gì dân gì nước qua mà thương để thảo trừ quân cướp nước. Chưa coi bờ là bốn phần tóc ngọc châu giá tư cũng khác xin hoàng quân chỉ mang linh truyền cho em được biên thủy ngăn chống quá nước ngọt ra coi chung rõ giả tạo ngay yêu tự gia bừng dần lưng quan đông tướng ngăn phòng giao toàn quyền cho tóc ngọc châu anh hùng quyền quyên sói thập binh tiếp diễn binh giải cứu giải đồng giao cho nàng thống lãnh ba quân đối xử với ông bằng tất cả chân tình. Vậy mà ông lại nốc nước